mình có cái khuôn mình mới làm ra được. Là phải có khuôn. Cái khuôn này là bằng đất, đây là thủ công. Dạ. Rồi mới qua cái khâu sáp. Dạ. Rồi nó mới qua khâu hầm. Rồi qua cái khâu nấu đồng mới chế vô được. Chú ơi, như con làm gãy rồi chú ơi. Chú ơi, như con làm gãy rồi chú ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Dương Thanh Vàng. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau tại chương trình 24 giờ đổi nghề. Và ngày hôm nay, nghề của Vàng nó tương đương với cái màu áo Vàng đang mặc. Một cái nghề rất hợp với Dương Thanh Vàng, đó là nghề làm đồng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một ngôi nhà có truyền thống ba đời làm nghề đúc đồng. Con chào chú. Chú chào. Năm đúng không? Đúng rồi. Dạ. Chú là chú Năm. Con là Dương Thanh Vàng, con tới từ 24 giờ đổi nghề. Giữa lòng thành phố vẫn còn lưu giữ một làng nghề truyền thống đúc lư đồng An Hội đã tồn tại hơn 200 năm. Trong đó không thể không nhắc đến cơ sở đúc lư đồng của ông Trần Minh Toàn, hay còn gọi là ông Năm Toàn, với cơ sở làm đồng ba thế hệ. Với sự say mê yêu nghề, ông Năm Toàn luôn quyết tâm truyền đạt lửa nghề cho con cháu, với mong muốn nghề truyền thống đúc lư đồng sẽ không bao giờ bị mai một và luôn được giữ vững theo mọi thời gian. Ngày hôm nay thì chắc là con xin phép chú Năm cho con được thỉnh giáo chú học hỏi cái nghề làm đồng. Chú là làm ba đời, mà chú là đời thứ hai. Tức là từ thời ba của chú là bắt đầu làm. Chú làm bao nhiêu năm rồi? Chú là làm 50 năm nghề rồi. 50 năm nghề. Năm nay chú bao nhiêu tuổi? Chú năm nay là 62 tuổi. Là 12 tuổi bắt đầu bước vô làm nghề. Thì 12 tuổi là đã mình theo ông cha mình đã mình là thợ rồi. Rồi rành luôn rồi đó đúng không chú? Rành là thợ rồi đó, rồi bước lên làm chủ. Hay là 50 năm nghề. Dạ. Chú có thể dẫn con đi tham quan xung quanh này tí xíu được không ạ? Được chứ. Đây. Đây, những cái sản phẩm này mình làm ra đây. Toàn bộ là thủ công hết chú không? Những cái thủ công là mình là cái này. Dạ. Cái này là truyền thống hết. Đây. Những cái dưới là trời ơi. Truyền thống. Cái lưu đồng 1750 là mới có cái đỉnh thôi. Là cái đỉnh của nó. Đỉnh với đèn nó là phải 25 triệu. Cái này là phải 35 triệu. Dạ. Ôi. Nhìn nó tinh xảo quá chú. Hàng truyền thống mà, hàng thủ công mà. Các bạn ơi, ngày hôm nay tới thời của bạn rồi. Làm cái nghề này bước ra cái là thấy dễ dàng liền. Món nào nó món nấy mấy chục triệu không. Chú, mấy cái này thì nguyên liệu là chắc chắn là phải là nấu đồng đầu tiên rồi. Ngoài cái đồng nấu ra thì mình còn sử dụng những cái gì nữa để tạo thành một cái sản phẩm như thế này? Mình có cái khuôn mình mới làm ra được. Là phải có khuôn. Cái khuôn này là bằng đất, đây là thủ công. Dạ. Rồi mới qua cái khâu sáp. Dạ. Rồi nó mới qua khâu hầm. Rồi qua cái khâu nấu đồng mới chế vô được. Ôi, làm sao trong 24 giờ con làm được cái gì đó? Có cái gì đó trong 24 giờ con làm được không chú? Được 10 phút, 15 phút là mình làm một cái khuôn đó thôi. Chứ còn ra được thì chưa ra. Đó, mới đầu vô, nãy con tưởng bở nghề thôi chứ. Con tưởng bở mới vô, con tưởng đâu là nhào vô học được cái nghề liền. Dễ ăn quá trời vậy. Ai mà có về, rất là kỳ công để làm ra được những cái sản phẩm như thế này. Thì ngày hôm nay hy vọng là con sẽ được một sở thị một số cái công đoạn trong cái quy trình làm ra một bộ lư đồng, trải nghiệm qua cái làng nghề truyền thống mà được nhà nước công nhận. Bây giờ chắc là chú cháu mình đi tới cái khu vực sản xuất được không chú? Được rồi. Công đoạn đầu tiên, đất đây là đất cao lanh từ Tân Nguyên Đăng Ba trở về. Đất này giống như đất sét mà mình đóng gạch. Con đã từng đi đóng gạch này rồi. Lấy từ Tân Nguyên Đăng Ba về đây, mỗi một xe 10 khối, 50 khối đem về đây phơi khô. Bây giờ xay nhuyễn ra, mình trộn với chấu mà nó chụm thành tro. Là cái này là chấu á? Ủa sao chấu nó vậy chú? Chấu nó đốt chín ra thành cho cái này với cái đất cao lanh nó mình mới trộn lại. Cô này đang đắp vô khuôn. Cái khuôn là đúng rồi. Cái này là những cái đã vô khuôn rồi. Con thấy cái đây có hai phần. Phần trên của nó là hình như cái hỗn hợp nãy giờ mình nói. Rồi. Cái phần dưới là nó lại màu khác và. Cái mà kia, màu dưới là cái đất sét trộn với chấu không? Nhưng mà tại sao nó có sự khác biệt giữa cái phần vành ở phía trên và phần đáy ở phía dưới ạ? Ở trong đó là nó có hai lớp. Đó, nó đi một lớp đất đen trước.
Dạ. À, dạ. Rồi cháo nó đi lớp đất đen để nó tạo cái độ láng trước. À, độ sát sao trước. Dạ rồi. Rồi xong nó mới đi thêm một lớp mà đất chấu và đất sét cao lanh. Là nó tới hai lớp đất đó. À, là phần dưới này hai lớp. À, hai lớp. Này, tại sao phần phía dưới này nó lại là hai lớp chú? Nó tại vì mình chịu cái khuôn lại, chịu cái lực lại, mai mốt mình đổ đồng vô á, coi chừng nó bật nó bung ra. Như cái khuôn này thì mình để khoảng bao lâu chú? Khoảng 2 ngày cái mình gỡ ra. À, con bưng cái này lên, đó con gỡ ra. À, đó. Học nghề phải chịu cực, phải dơ dái mới có tiền chứ. Nóng nha. Giật ra nó có cái mối giật ra chứ. Rồi. Nằm xuống. Phải nằm. Còn cộng gì nữa? Để nằm, phải để nằm. Để lắc để nằm về hướng bên kia dở ra. À. Để nằm về lật ngược về về bên đây. Rồi, dở cái khuôn này ra. Dở cái khuôn trên ra. Ok. Chú ơi, như con làm gãy rồi chú ơi. Chú ơi, như con làm gãy rồi chú ơi. Hình như con đụng cái tay con làm gãy. Tại con bóc cái này. Đừng có bóc này, bóc cái mí này. À, con bóc cái vô cái mí đó thì nó. Chị ơi, em xin lỗi, mới vô nghề mà chụp giật quá rồi. Ví dụ như cái này, đừng bóc sâu, cái này kéo từ lần ra. À. Rồi xong mới là mình để vô cái chỗ này cho nó nắng mà phơi khô nó đi. Đây. Đây, đem lên đây. À, đem lên. À. Nhưng mà nó nứt gì, nó có ảnh hưởng gì không chú? Không, mình chám lại được cho. Dạ. À. Mới vô mà không phá hoại quá. Ừ. Cái khâu đó rồi xong bây giờ nó qua cái khâu sáp này. Sáp này nó sẽ dày 2 ly. Thì mai mốt cái bên lớp sáp này nó vô trong khuôn nó sẽ chảy ra. Ủa là cái này nè đúng không? Ờ, cái này. À, mọi người, thì ra là cái này nè. Dạ, em sáp lên. À, chạy. Nó cứng không? Nó cứng. À, nó bỏ vô nước nó mềm. Cái miếng này nó là... Sáp đèn cày. À. Mình thắng ra. Dạ. Thắng ra thành miếng. Cắt thành miếng mình mới đưa vô máy, mình ép, mình cán ra ly. Cái tiền này là gần xong rồi chưa? Chưa. Là nó phải áo hết luôn cái phần này. Nó phải áo vô. À, nó đưa cái hoa văn này vô nè. À. Đó, thấy chưa? Ủa, là những cái hoa văn này là cũng phải từ trong máy ép mình đưa ra? Từ trong cái khuôn mình đưa ra. Dạ, rất là tỉ mỉ luôn. Cái này làm sao mà tay mơ, sao biết làm mấy cái này trời. Sau khi mình áp cái khuôn này xong thì mình sẽ tới công đoạn nào chú? Rồi, tới công đoạn này. Nãy giờ là vô đây là cái gì, nói có học là phải đi đâu đi thực hành, nó có sách mách có chứng hết. Vừa mới nói làm khuôn sáp là có làm khuôn sáp đây. Làm khuôn sáp luôn. Là cái này là lượng sáp nấu ra nè đúng rồi. À, lượng sáp nấu ra đó. À, cho nó lành, cho nó nằm ngay. Tay trái hả? Này dạ, con tay trái. Ít thôi để nó đổ ra ngoài. Ít thôi đúng không chú? Ít thôi, từ từ đổ vô từ từ cho nó chạy ra. Đó. Không, mình đổ một chỗ đi nó sẽ chạy theo. Nó sẽ tự động chạy. Ờ, tự động chạy. Ờ, đó, thấy chưa? Để cho nó bằng lại đúng không chú? Phải để cho nó bằng. Chú là chú làm nghề này bao lâu rồi chú? Làm cũng lâu, cũng được 2 năm. Chú có gia đình chưa? Có rồi. Chú có mấy con rồi chú? Hai anh con. Hai anh con trai. Hai anh bây giờ đang làm gì vậy chú? Đi làm tư gia ta. Dạ. Nhưng mà ảnh cũng không có theo nghề của mình đúng không chú? Không. Học ra trường rồi nó làm đi làm. Cái nghề này học lâu lắm, mấy năm dạ. mới ra nghề được chứ. Mấy năm rồi hả? Chứ sao? Đâu phải cái học 3-4 tháng, năm trời rồi ra nghề đâu. Con định đi học mà chú nói cái con bị nản á. Con bị nản á tới mấy năm trời lắm. Chứ gì? Thì trong suốt mấy năm mà đi học nghề vậy á thì người, mình có bị... Có mình... người nếu mà không sáng chút 3-4 năm cũng vẫn còn làm chưa ra nghề được. Nếu như vậy thì trong quá trình mấy năm học nghề liên tục vậy á, mình có bao giờ mình bị nản không chú? Làm thì thấy cái nghề mình từ từ nó phát triển lên, mình từ từ mình thấy thì mình đeo theo. Dạ. Như đâu có nản. Nhưng mà cái thời điểm đầu tiên thì nó có chú gặp nhiều khó khăn không? Phải gặp khó khăn. Chúng mới học làm hư lên hư xuống rồi thầy kiểu như thầy la nói phải không? Chứ không hài lòng á. Nãy giờ chưa bị la chứ, nãy giờ làm hư là có rồi đó. Mới vô cái đầu tiên mở hàng là thấy hư liền rồi nha. Chú ơi, như con làm gãy rồi chú ơi. Chú ơi, như con làm gãy rồi chú ơi. Cái quá trình tìm người của mình có vất vả lắm không chú?
Tại vì học nghề tới 3-4 năm. Thời điểm giờ đào tạo mà trẻ trẻ, nhỏ nhỏ vậy ta nó có học. Vô nhiều khi cái nghề của mình nó có những cái đất, làm bằng đất, nhiều khi nữ nó dơ không chịu được, không chịu. Như còn nhiều khi nam thấy nam bây giờ nhiều khi thấy cũng ngại rồi đó chứ nữ. Nam nhiều khi vô nhiều khi nó làm ở những cái khâu đồng á, dạ. Khi nó bụi nó cũng nhiều khi nó ngại nó không vô. Thì trong lúc cái những cái khó khăn đó là điều trước mắt là mình phải nhảy vô 1-2 ngày trước, dạ. Mình phải tạo cái điều kiện cho cái hàng mình nó sẽ chạy ra. Mà trong lúc mình đào tạo cái thợ mà khó khăn thì hiện nay là cái khâu đó là chắc khó khăn ạ. Bây giờ chú á, là trước kia là thí dụ như cha truyền lại là chú còn nhỏ, là chú 12 tuổi chú là thợ rồi. Thì trong lúc đó thợ xong thì cha mất, mình sẽ đứng lên làm chủ này 30 mấy năm. Những anh em này vô người ta học. Những anh em ta học tới ngày hôm nay. Dạ. Như vậy là chú Dũng là học là ra nghề mười mấy năm. Chú Dũng là ra nghề mười mấy năm, có quá trình học thêm mấy năm, 4-5 năm trời nữa. Là tổng là 20 mấy năm. 20 mấy năm, như vậy là chú Dũng là học trò của chú. Coi như là đây là anh em, rồi chòm sớm, rồi chỉ với nhau làm trong cái cơ sở này. Bà con là đa số. Hiện tại trong đây là giống như là họ hàng bà con của mình thôi chứ mà ít có người lao động ngoài. Hiện nay là làng nghề của mình, xã Thông Tây Hội, làng An Hội, ấp Đồng Tâm Năm là chế độ cũ. Bây giờ trước kia là 16 cơ sở đúc. Dạ. Hiện nay người ta bỏ nghề, người ta không yêu nghề, còn lại có 4 cơ sở. Rồi mình bây giờ mình làm là mình giữ lại cái nghề, truyền lại cho con mình, là truyền lại cho tất cả anh em, bà con mình hay hoặc con cháu mình có cái nghề làm. Chứ còn nói bây giờ trường hợp bây giờ mình đất cát nó rộng gì rồi mình bán hàng mình cho thuê, cái chuyện người của mình thì dễ rồi đó. Dạ, nhưng mà còn là anh em rồi. Còn anh em rồi con cái mình, con cháu mình để cho nó có cái nghề để làm. Đấy là tình cảm quá, tình cảm gắn bó mọi người trong xưởng với nhau, mọi người gắn bó yêu thương nhau. Nó đúng kiểu là giữ nghề và gìn giữ nghề luôn á. Rồi bây giờ chắc là mình đi tiếp với quy trình chú ha. Mình đi tiếp coi là tên nó sau cái này thì mình sẽ qua tới cái phần đắp đất đúng không chú? Bây giờ mình tiếp qua một cái khâu nữa. Cũng cái khâu đất nữa. Dạ. Đây. Đó, nãy lớp đất trong khô rồi đó. Cái lớp đất trong bên kia nó khô, bây giờ lớp đất ngoài nữa. Lớp đất ngoài này là chấu với đất sét cao lanh. Tay phải hai ngón tay chứ. Phải hai ngón chứ. Cái nghề này nó cũng là một nghề truyền thống, thì thường nghề truyền thống nó sẽ có những cái kiêng kỵ nhất định. Và ví dụ như cái nghề của mình thì mình có kiêng kỵ gì không chú? Theo như cái ông cha của mình này, là cái tổ tiên mình lại, thì nó kỵ những người nữ nó không tốt bằng nam. Dạ. Có những cái khu vực nữ là nó không được vô, là chỗ khu vực là hầm khuôn và nấu đồng làm nữ không được vô. Dạ. Ngoài ra mình có cần phải kiêng cử nào cho cái người nấu đồng hay là cho riêng gia đình mình không chứ? Có luôn chứ. Theo như là cái nghề của mình là mình cũng có những anh em là người báo, anh em ngày mai là hầm khuôn. Dạ. Hay nấu đồng là sẽ cử vấn đề nghề nghiệp. Dạ. Ông cha mình truyền lại nghe nói cái những câu nói vậy, mình anh em mình trong nghề phải cử với nhau. Dạ. Trong những ngày là nấu đồng hay hoặc hầm khuôn. Tức là hầm khuôn thì mình sẽ có một ngày cố định chứ không phải là ngày nào mình cũng hầm. Không, một tháng mình chỉ hầm khuôn là 2 lần thôi. Cái khu vực hầm khuôn này hiện tại thì con thấy phía trần nhà là nó có rất là nhiều ám khói, tức là ở đây mình sẽ chất củi vào đây. Chất củi nè. Sau đây mình sẽ nung tại đây luôn hả chú? Nung tại đây luôn. Nhưng như vậy là trong khoảng thời gian nó rất là nóng cái khu vực này đúng không? Đúng rồi, nóng. Mình phải chụm trực tiếp chất khuôn vô xong đủ 100 bộ. Nó có là từ một cái đế nè, từ cái thùng nè, từ cái nắp nè, từ 2 quả đào nè, từ con lăn trên là 1 bộ lư. Nó gồm có 7 món. 7 món bộ lư truyền thống. Mình đúc củi vô, mình phải chụm cho nó chín. Chụm củi liên tục. Tức là cái đường đi củi đâu, con chưa đây. Con nằm dưới này hả? Chứ mình có đẩy ở trên không chú? Hầm lại hết, đẩy trên hết. Đẩy bằng những cái tấm này hả chú? Không, đẩy là bằng cái tấm mà anh nhăn này kia. Những cái tấm này là mình đẩy lên phía trên. Nhưng mà những tấm này là nó chống cháy hả chú? Chống cháy. Trên nó có mấy miếng kẽm. Để làm chi? Để nó đẩy, nó làm một cái độ hở của nó.
để cho lửa nó lòn vô. À đây là mình kiểu mình sẽ gác lên như thế này, gác lên toàn bộ. Gác lên đây, nó sẽ có những cái độ hở. Rồi mình sẽ để cái này lên đây. Rồi. Rồi phủ hết toàn bộ khu vực này. Khu vực này. Dạ. Củi mình đút vô cho cháy. Củi này mình sẽ đút từ dưới này lên. Ở phía bên này có không chú? Bên nào cũng có luôn. Nè, ở phía bên này nó có luôn, có luôn. À phía bên này nó sẽ cũng có lỗ nè. Có lỗ luôn. Mình sẽ đút củi vào bằng này. Đút củi vào để cái khuôn này nó sẽ chín như gạch này. Nhưng mà cái khu vực này nó lại hở ra nè. Không, nó có cái miệng lò nó đậy lại đó. Nó phải có cái miệng lò này luôn. Nó gác cái miệng lò lại chứ. Trong thời gian hầm thì mình sẽ có một cái bếp lò giả chiến ở đây, là coi như là mình đút củi vô rồi mình hầm liên tục ở đây. Mình hầm liên tục trong khoảng thời gian bao lâu chú? Từ 9 giờ rưỡi cho tới 2 giờ sáng. Dạ. Là cái 9 giờ rưỡi cho tới 2 giờ sáng đồng nó sẽ chảy 500 kg. Cái lò khuôn này nó sẽ chín 500 kg đồng sẽ đổ được 50 bộ lư. Mỗi một bộ lư là 10 kg. Mỗi một lư 10 kg đồng. Như vậy là sau khi mà mình hầm khuôn xong là mình trực tiếp mình đem ra là mình đổ đồng vô liền. Đổ đồng vô liền. Tối bữa đó thì giữa một cái người chủ để quản lý, một người thợ coi khuôn, một người thợ nấu đồng. Là ba người thôi. Ba người thôi. Là những cái khâu khác là mình phải chuẩn bị trước đó hàng tháng trời để cho mình hầm cái khuôn này. Mà cốt yếu của cái hầm khuôn có con nói thử có phải không nha chú? Có phải là mình để nấu chảy hết toàn bộ cái sáp này ra, nó chảy nó không còn một cái gì trong này. Đúng. Nó giữ lại cái khuôn, đúng cái khuôn sáp thôi. Đúng. Thì mình phải hầm và mình phải đem ra đổ liền liên tục, tại mình sợ nhiều khi là cái sáp nó còn động lại. Nếu không mà để lâu nó động lại không chú? Không không. Coi như ở bên cái lò hầm khuôn này nó sẽ đốt hết. Dạ. Nếu mà còn sáp á thì nó sẽ chế vô nó không chạy, nó hư. Nó bị kẹt không? Nó bị kẹt không? Rồi. Nó phải hầm đốt sáp toàn bộ hết, không còn một miếng sáp giờ nào trong đó hết. Chiều đã mình dọn lò, mình đã cúng tổ. Dạ. Là trái cây, bông, nhang đèn. Dạ. Con phải xin tổ cúng để cho con rốt cho nó tốt đẹp. Là chiều đó là 6 giờ ra là thắp nhang cúng rồi. 1 giờ rưỡi chú sẽ ra, tại vì con chú với thợ quản lý ra chú thắp nhang lại. Rồi chú sẽ kêu thợ là 10, 12 người, mỗi một người khâu. Một người móc cái mình, một người móc cái lá, cái nắp, một người móc đầu lân đem ra kia. Ông kia ông có cái gáo, ông múc, ông chế vô. Tức là mình móc là... Móc ở đây, bây giờ nó đem cái này vô là chống hết. Quà này là chống hết. Chống quơ hết. Chống quơ hết luôn. Đây là cái này là đế nè đúng không? Cái đế đó là đế. Cái đó là đế. Đây là hai quả đào đúng không? Hai quả đào, đúng. Đây. Đây là gì? Này là... Giống hình này là gì trời? Cái gì mà trên bộ lư là cái gì? Cái đỉnh lư hả chú? Không phải. Con phụng. Con lân. Con lân. Vậy thôi. Nhìn vậy sao biết con lân? Đó, bây giờ nó ra gì nè. Khui con lân ra không? Khui con lân hả? Cho mượn cái búa nè. Mạnh nó nhẹ chú. Mạnh. Mạnh hả? Mạnh cho nó lòi đồng ra rồi nhẹ tay lại. Cho nó lòi đồng ra đi. Ảnh lên, trở lại cái lưng. Đó, thấy chưa? Ngon lành, ra đường con lân ngon lành. Thấy chưa? Nhưng mà mình sẽ vẫn thấy ở đây nè, vẫn còn một số đường chưa tỉ mỉ nè. Đúng rồi. Thì đúng cái rồi. Đường này, những cái điểm này thì mình sẽ phải tiện lại đúng không chú? Mình cắt cái cục, cái đạo mình chế vô. Còn những cái tỉ mỉ không tỉ mỉ, mình qua bên đây mình mài. Mình làm nét lại. Rồi, đó. Từ cái này xong mình sẽ đi qua tới công đoạn tiếp theo đúng không chú? Tới công đoạn tiếp theo. Là công đoạn này là đôi phải đụng vô máy móc tiện hàng rồi nè đúng không chú? Cái này là qua cái đụng cái mài nè, thấy chưa? Nó mài sơ gai xong cái mài sơ gai là giống như bên này mà những cái này gọi là gai nè đúng không chú? Cái đó đây là gai đúng không? Dạ. Còn cái đạo cái này là cắt ra. Cắt ra lấy cái cục này lại chứ. Ủa? Cái cục này, cục để mình chế vô mà mình gọi là một trời cái đạo. Nãy giờ con tưởng cái chân. Con tưởng cái chân. Là tới đây là nó cắt rồi bỏ, cắt ra nè quý vị, để đặt ở phía trên cái đỉnh lư á. Bây giờ mày đi ý này à. Đây. Cái cục này xong mình... Nè, cắt ra nè. Để cho nó ngồi lên đây chứ. Đây. Nó ngồi lên. Cái phần mình cắt ra thì mình sẽ đem đi nấu đồng lại đúng không chú? Cái đó mình lấy lại chứ. Dạ.
đây sẽ đục ra hết thôi, thấy chưa? Tới đoạn này là đục khuôn, đục khuôn trong. À, đục khuôn trong. Ừ, đây là đục hết nè. Những cái hoa văn. Dạ. À, nó sẽ ra quang. Cái này là đang trong cái bộ nguyên cái dãy rồng đúng không? À, nguyên cái dãy này là khuôn rồng hết. Ờ, à, đó, 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 thấy chưa? Đó. Cái này mới là 95%, còn một cái nữa. Đó là cái này là xong rồi nè, chờ đi ra quầy quầy xưởng. Dạ rồi. Đem một cái xưởng nữa. Đây, dạ, mấy anh này cũng đang mài thôi đúng không? Ờ, đang mài. Ở đây đoạn này là ở đây là con của chú để nó nói nghiệp cho chú. Hỏi. Em chào anh. À, chào Giang. Dạ. Em xin lỗi anh tên gì vậy? Anh hả? Quốc. Anh Quốc. Anh đang làm công đoạn này là công đoạn gì vậy anh? Cái này cũng công đoạn là làm nguội thôi. Đây là bình bông vỏ đạn. Năm cái đạn gò ra. Anh theo cái nghề này là vì niềm đam mê hay là vì mình nối nghiệp gia đình hay là thậm chí là nói chung là còn nhỏ thì mình chỉ thích thôi. Dạ. Sau lớn dần lên thì mình càng làm mình càng đam mê cái nghề này. Nếu mà không yêu, không thích, không mê thì không tìm tòi ra được những cái cách này. Đúng rồi. Dạ. Anh với chị có cháu rồi chưa? Có hai cháu rồi. Hai cháu. Bây giờ hai cháu nó bao nhiêu tuổi rồi? Đứa lớn thì hôm nay học lớp 8, còn đứa nhỏ chuẩn bị vô lớp 1. Dạ. Nghề này là coi như là nghề và cha truyền con nói thì anh có gặp khó khăn hay là cái bước đầu khi mà mình bước vào nghề á? Nói về nghề thì lúc đầu mình cũng hiểu được, nói chung cũng được 50-60% rồi. Dạ. Còn cái khó là ví dụ như là đào tạo, cái khâu đào tạo thợ hơi khó. Hồi xưa nó khác, còn bây giờ nó khác. Hồi xưa ví dụ như mình ít nghề, công nhân người ta ít sự lựa chọn. Yeah. Thành ra người ta làm cái nghề này để chọn cái nghề này để mưu sinh. Yeah. Bây giờ thì nói theo bây giờ thì quá nhiều nghề mà những cái, có những nghề nó nhàn hơn. Yeah. Lương ví dụ như lương nó cũng ngang lương, nhau. Đúng rồi. Dạ. Chọn những cái nghề nào nó nhàn hơn. Đúng rồi. Ví dụ như bây giờ có những cái nghề mà ra ngoài đường rất là dễ kiếm tiền, ví dụ như là công nghệ, ráp công nghệ rồi rõ ràng dạ. Công nghệ nó cũng ngang. Dạ. Với thật ra nếu cái để nghề này thì mình phải mất 4-5 năm để mình đào tạo được cái nghề, rồi sau đó rồi mình phải gắn bó, có thời gian gắn bó với những cái khó khăn cực khổ, ví dụ như tới ngày mà đổ đồng hầm khuôn rồi thì chắc là nóng rồi khuôn giống như nó cũng độc hại. Dạ. Thì buổi như buổi trưa nhưng bình thường thì anh phải về nhà anh làm gì? Thì cũng giờ nghỉ trưa. Trước tiên mình cũng làm trách nhiệm đưa đón con này chứ. Là đưa rồi cũng ăn cơm theo giờ giấc vậy thôi, tới giờ thì lên làm. Nè. Dạ thôi em cảm ơn anh tiếp tục công việc nha. Em phiền anh nhiêu đó được rồi. Cả quy trình nãy giờ là ủa hình như con đi hết rồi đúng không? Ủa hình như con đi hết rồi đúng không? À đi hết rồi đó. Thôi giờ chú mời Vàng ở lại ăn cơm với chú thím một bữa cơm được không? Bữa cơm thân mật được không? Dạ được, dạ được. Có lộc ăn lắm mọi người, đi tới nhà nào làm nghề nào cũng được mời ăn cơm hết trơn hết. Thôi hôm nay Vàng đến nhà gia đình chú thím. Dạ. Hôm nay chú thím có dùng một bữa cơm mà Vàng ăn cơm với chú thím bữa. Dạ con cảm ơn. À nhà cô cũng ngày nào mà có trai cô ở nhà thì mới được ba, còn không có rồi có hai vợ chồng rồi hả chú? À hồi nhỏ thì có mấy anh đồ quay quần còn đỡ, chứ mà giờ lớn lên mấy anh đi làm hết trơn rồi thì cũng neo người chú thím hả? À trai lớn cũng thím nên nó cũng có gia đình giờ để nơi riêng này con. Dạ con cảm ơn. Dạ. Thì trong suốt cái quá trình mà chú làm nghề như vậy thì có khi nào mà gia đình mình gặp những cái khó khăn vất vả, ví dụ như là chắc chắn là đợt dịch vừa rồi thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới gia đình mình. Chú á cũng chăn trở rồi thím cũng động viên là thôi bây giờ coi như là cửa hàng ở nào cũng thấy đóng cửa, mà cái mùa dịch thì chú cũng lo lắng này kia. Thím cũng động viên nó thôi, cũng cố gắng lên để giờ mình vượt qua để giữ cái nghề truyền thống của mình. Nhiều khi 1-2 giờ khuya cái là giống như mình lo mình ngủ không được đó. Dạ. 1-2 giờ khuya cái dậy. Chú có nói với con là
cái làng của mình á, cái làng nghề của mình ngày xưa là nó có tới 16 cơ sở luôn, nhưng mà hiện tại nó chỉ còn lại 3-4 cơ sở thôi. Cái này là con hỏi rất là chân thành, là có bao giờ chú có ý định chú bị nản với cái nghề này không, tại vì nó quá với nhiều vất vả. Chú lớn tuổi rồi mà từ cái ông cha mình truyền lại cho mình truyền lại cho con mình, thì cái câu chuyện nản á, thì mình lớn tuổi rồi, có những cái khó khăn này, đôi lúc những mình bực mình là thở nè, đào tạo không được nè, hoặc nói nó không nghe, mình nản mình nhưng không được, mình sẽ truyền lại cho mình con mình để sau này nó bước thêm một bước để nó quản lý vấn đề anh em thở. Ba giữ tới ngày hôm nay, giờ ba nó thôi, ba lớn tuổi rồi ba không làm nữa, những cái khâu thợ thầy hay hoặc những cái gì khó khăn đó, ba nói cho con nghe, con xây dựng để con cho con làm. Không yêu nghề thì mình bán đó. Dạ. Rồi mình cất nhà trọ. Dạ. Làm được nhiều cái nhưng mà vì cái nghề mình phải giữ lại, mình thương cái nghề của mình, thương cái nghề của ông bà mình để lại, đúng không? Đúng rồi. Tại vì cái nghề này là cha truyền con nói mà, ông bà mình hồi xưa để lại mà, giờ mình phải cố gắng mình bám trụ theo để sau này con của chú Hiếm nó sẽ nói bước tiếp theo. Sau khi mà con tìm hiểu cả một cái quy trình thì con thấy đó là một cái nghề rất là khó. Thì chắc chắn là cô phải là một cái điểm tựa rất là vững chắc cho chú trong cái công tác và trong tất cả mọi việc, từ gia đình tới ngoài xưởng, rồi công thợ, kể cả những cái chuyện làm ăn luôn, đúng không chú? Đúng rồi. Thì nói ra thì theo như chú á, thì cái người mình làm thì cái chú thì đôi lúc có những cái khó khăn là cũng có cái chắc trở, thì sau lưng chú là cũng có Thím động lực cho chú để ráng cố gắng là vượt qua những cái khó khăn đó để cho mình, để truyền lại cho con mình. Thì theo như cái khó khăn đó thì riêng chú thì chú rất cảm ơn của mẹ Chiến, mẹ Quách. Thì lúc thôi nào thôi, cái đoạn này chú đừng nói với con, chú nói với ai mà chú cần nói đi, chú nói với con chi. Động lực của cái người mẹ Chiến đó thì nói với mẹ Chiến kìa, mẹ Chiến ngồi đây nè, thương yêu nhau là chồng con, động lực ráng cố gắng vượt qua. Thì chú cảm ơn mẹ Chiến rất nhiều, đó là một cái tình yêu thương của vợ chồng để giữ lại cái nghề cho bản thân mình. Thôi giờ mẹ Quách, mẹ Chiến này thì cũng cảm ơn ba Quách, cũng mà bổn phận của người vợ thôi, tiến lên nữa để giữ cái nghề cho con cháu mình sau này. Riêng con cũng ngày hôm nay con cũng rất là cảm ơn chú đã dành thời gian cho con để cho con tham quan cả một quy trình, để cho con hiểu hơn về cái nghề đúc đồng của gia đình mình, chia sẻ những câu chuyện và những cái khó khăn vất vả của người làm đồng nhưng mà lại là nghề truyền thống. Và con cũng rất là cảm ơn cô đã dành cho con cái thời gian ngày hôm nay để có một cái bữa ăn rất là ngon. Con chúc tất cả mọi người trong gia đình của mình luôn luôn khỏe, giữ được cái niềm đam mê và cái khát vọng với cái nghề nghiệp này. Chính thưa bạn, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 22:30 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7 tại chương trình 24 giờ đổi nghề. Còn ngay bây giờ, chính thưa bạn cũng như cô chú xin chào và hẹn gặp lại.